vừa tiếp một anh giám đốc một công ty chứng khoán. Anh ấy đến tận nhà Tần Nguyễn để tặng cái hộp bánh trung thu và có thời gian ngồi nói chuyện với anh ấy khoảng 15-20 phút về cái vấn đề bảo mật, cho nên là không thể đưa thông tin của anh ấy lên mạng được. Thực sự là bạn ấy cũng cảm ơn mình rất nhiều. Thực ra thì mọi lời cảm ơn ấy mình cũng không nên nhắc lại làm gì. Tuy nhiên tại sao một cái vị giám đốc mình lại nên đưa lên cộng đồng? Trên tất cả thì anh ấy cũng nói rằng thực sự là em học được từ anh rất nhiều. 10 năm quản trị cái tài sản của anh, 10 năm quản trị cái tài sản chứng khoán của anh, theo dõi nó và tự thấy rằng những cái đó nó cực kỳ hiệu quả. Thực sự là biết ơn anh với những cái quan điểm sống, phong cách đầu tư, những cái gì mà anh đã làm, anh đã nói, rất thực sự là hiện thực. Chỉ mong rằng cái chiến lược đầu tư của anh này nhiều người biết đến và nó mang lại sự bình yên, sự độc lập tài chính, sự tự do tài chính, sự chia sẻ chân thành cho cộng đồng. Với một giám đốc của một công ty chứng khoán mà nói những lời như vậy thì nhất thiết thì mình cũng nên chia sẻ lại cho cộng đồng, bởi vì ít nhất rất nhiều người không hiểu được điều đó. Thực sự để nghỉ hưu không hề khó khăn gì, và để tạo ra dòng tiền không hề khó khăn gì. Mọi nỗ lực để kiếm tiền trong một phiên chứng khoán nó giống như cờ bạc, nó đúng thực sự nghĩa là một con bạc. Đầu tư chứng khoán với cái chiến lược dài hạn nó mới mang cấu chất của một nhà đầu tư. Và Tần Nguyễn chỉ mong muốn mình nói với cái bạn giám đốc đấy đấy là tất cả những gì anh làm là thực ra là để trả nợ đời, trả nợ trời. Cuộc sống cho anh nhiều điều tốt đẹp quá. Anh lên mạng anh gò hét em biết là anh tiêu đâu có hết tiền, bởi vì anh sống giản dị, nhà xuất phát từ gia đình nghèo, cho nên cái tố chất về sự tiết kiệm nó có trong huyết quản. Cho dù có bao nhiêu tiền anh cũng không bao giờ dám hoang phí đồng tiền của mình. Thực sự là vẫn phải kiếm tiền thôi, đó là một đạo lý. Khi mình cho đi giá trị thì mình phải nhận về thù lao. Và cái việc giúp đỡ cho những người khác bằng những cái bài chia sẻ trên livestream thay đổi hàng triệu người trên mạng xã hội, đó là một cái điều mình hạnh phúc nhất, chứ không phải mình kiếm được bao nhiêu tiền. Một ngày nào đó bạn cảm thấy mệt mỏi vì kiếm tiền và bạn muốn có những cái hướng đầu tư mới, có những cái chiến lược để bình yên hơn, để mà có thể kiếm được sống được mà không cần phải ngụp lặn trong dòng đời, bạn hoàn toàn có thể nghiên cứu những chiến lược đầu tư giá trị của Tần Nguyễn. Bạn có thể về hưu ở tuổi 30, 40 với khoảng tiền dưới 1 tỷ là bạn đã có thể về hưu được rồi. Tôi giúp bạn được. Bạn giám đốc của một công ty chứng khoán cũng có thể làm được. Nhân viên của một công ty văn phòng cũng có thể làm được. Một anh phụ hồ cũng có thể làm được. Một anh vác vữa cũng có thể làm được. Và một chủ doanh nghiệp 100 tỷ cũng y như vậy đều làm được. Chúc bạn một trung thu tuyệt vời.